Hai các bạn thì hôm nay nhân dịp anh nhỏ nhà mình có thể đọc lưu loát được hết bảng chữ cái, cũng như có thể đếm được từ 1 đến 100. Thành ra nhà mình sẽ dành một cái phần thưởng nho nhỏ mà ảnh yêu thích nhất cho ảnh khi mà ảnh làm được cái điều này. Và cái phần thưởng mà ảnh thích nhất đó là bánh donut. Thành ra là hôm nay nhà mình mới chạy xe đến cái tiệm bánh donut crispy này để mà mua bánh donut làm phần thưởng cho ảnh. Và ngày hôm qua mình có một người bạn chia sẻ với mình là cách đây 2 ngày bạn của mình đến tiệm crispy để mà mua 2 hộp donut về để mà làm cái buổi tiệc sinh nhật cho con. Thì khi mà bạn mình đến đây là bạn mình không hề biết là ở cái tiệm bánh donut crispy này họ đang chạy cái chương trình là khi mà mình mua một hộp 12 cái bánh donut thì mình sẽ được tặng một hộp 12 cái bánh donut loại thường, cái loại donut trắng mà có một cái lớp đường trắng ở trên mà thôi. Đó, thành ra khi mà bạn mình đến tiệm donut để mua, bạn mình không có thấy một cái thông báo hay là một cái tờ giấy nào ghi là khi mà mua một hộp 12 bánh sẽ được tặng một hộp 12 bánh như vậy. Thành ra là bạn mình mua 2 hộp, mỗi hộp 12 bánh tức là mua 24 bánh mà không có nhận được một cái hộp bánh nào giống như là ở trên website họ nói hết. Thành ra là khi mà bạn của mình đem bánh về và mời bạn bè ăn trong cái buổi sinh nhật của con của bạn mình á, thì bạn bè của bạn mình mới nói cho bạn mình biết, thì bạn mình mới lên website và biết là họ đang chạy cái chương trình mừng lễ July 4 từ ngày 25 tháng 6 cho tới ngày 4 tháng 7 là mua một hộp 12 cái sẽ được tặng một hộp 12 cái. Đó, thành ra mà bạn mình cảm thấy ấm ức lắm. Ấm ức là tại sao mà họ chạy chương trình đó mà bạn mình mua tới 2 hộp, mỗi hộp 12 cái, đáng lẽ ra là bạn mình phải được tặng một hộp 12 cái nhưng mà lại không được tặng gì cả. Đó, thì bạn mình mới chia sẻ với mình cái thông tin đó. Thì sẵn hôm nay mình mới mua cái bánh donut này để làm quà tặng cho anh nhỏ đó. Thì khi mà mình đến đây mình mua là quả thật như vậy. Cái thông tin mà họ mua một hộp 12 cái tặng một hộp 12 cái chỉ có trên website thôi. Khi mà các bạn đến tiệm á là hoàn toàn không có những cái thông tin đó. Thành ra là nếu những người như bạn của mình mà không có thấy cái thông tin đó trên website đến mua thì không có ai biết là họ đang chạy cái chương trình mua một hộp tặng một hộp cho cái lễ July 4 này hết. Và những ai mà không biết á, mà không hỏi thì họ không đưa luôn. Đó, thành ra là chỉ cho những người mà đã biết cái thông tin này đến tiệm mua và mở miệng ra hỏi thì họ mới đưa. Thành ra là mình thấy có một cái điều gì đó nó bất ổn về cái tiệm này để các bạn. Mặc dù cái bánh donut của họ rất là nổi tiếng và rất là ngon, hầu như ai cũng biết. Đó, nhưng mà họ làm như vậy mình thấy nó giống như là một cái sự lừa gạt nhẹ vậy đó. Thành ra là nếu mà hôm nay với ngày mai mà bạn nào mà muốn ăn bánh donut hoặc là có cái buổi tiệc gì cho con của mình mua bánh donut thì các bạn nhớ là họ đang chạy cái chương trình là mua một hộp 12 cái tặng một hộp 12 cái bánh bánh cơ bản là bánh donut tròn có một lớp đường trắng ở trên mà thôi. Đó, và khi mà các bạn muốn lấy cái hộp đó thì các bạn phải hỏi họ thì họ mới đưa. Cũng như giống như sáng nay mình đến mình mua thì mình hỏi cái người quản lý đó ở đây có chạy chương trình là mua một hộp 12 cái tặng một hộp 12 cái không, giống như là lời của bạn mình dặn vậy đó. Thì thậm chí người quản lý còn nói để tôi vô tôi hỏi cái người ở bên trong nói là cái có hay không rồi tôi sẽ cho bạn biết. Cái mình nghĩ cái gì kỳ vậy, một cái hệ thống lớn như vậy ở trên website đăng rõ ràng như vậy mà cái người quản lý ở đây lại trả lời mình như vậy và đi vào hỏi những cái người trong bếp ấy, sau khi nói chuyện gì đó thì mới ra nói với mình là có. Thành ra mình thấy cái vấn đề này hơi kỳ. Thành ra là nếu mà bạn nào mà hôm nay với ngày mai mà muốn ăn bánh donut mà có mua thì các bạn nhớ hỏi họ đưa các bạn một hộp 12 cái, không thì họ sẽ không có đưa các bạn như là ở trên web họ thông báo, cũng như là như là những cửa hàng, những siêu thị khác. Khi mà họ trên web họ thông báo, dù trong cửa hàng của họ có tờ giấy thông báo hay không, thì khi mà các bạn mua đúng số lượng đó thì họ cũng sẽ đưa cái phần quà như là trên trang web thông báo. Thì riêng với cái tiệm bánh donut crispy này thì không nha.
các bạn phải hỏi thì họ mới đưa. Còn nếu mà các bạn có mua một hộp 12 cái đi nữa mà các bạn không hỏi là họ không đưa luôn.